rồi không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ sống với mỗi một ngày, tôi không mơ ánh mắt trời. Tôi còn có bao nhiêu điều tôi không hề lắng lo làm sao, bởi tôi biết đấng nắm tương lai mình và tôi biết Ngài đang dắt chân.
rằng Ngài đang dẫn dắt chúng ta trong bất cứ những hoàn cảnh nào trong cuộc đời này.